Cái trường hợp mà lợn con mà mới tách mẹ thì đi ở các loại màu phân, phân vàng này, phân xi này và phân trắng cũng có. Thế thì xin thưa bác sĩ Phạm Xuân Trình cho cái bí quyết để anh em với cả bà con được biết. Như anh Kiên anh để ý này, khi mà cái con lợn mà trong giai đoạn mà cái ngày cai sữa đấy, thì ngoài cái việc chúng ta bắt nó cai sữa này, rồi là ghép đàn này, rồi chuyển chuồng này, rất là nhiều yếu tố nó khiến cho con heo nó bị xì chét. Và khi con heo nó bị xì chét ấy, thì nó gây nên hiện tượng là kém ăn hoặc là tiêu chảy. Còn ngoài ra có một số trang trại ấy, thì họ không có tập ăn từ giai đoạn sớm, có nghĩa rằng là lúc mình cai sữa mình bắt con heo là không được bú nữa thì mày phải ăn cám. Thì chính do cái nguyên nhân nên nó khiến cho con lợn nó bị viêm ruột hoặc là tiêu chảy, thì nó ra những các màu phân như là phân xi măng này, phân vàng, phân trắng và đủ các loại phân. Vậy thì trong cái trường hợp đấy thì anh có thể sử dụng một trong những cái thuốc, tên của nó đây, tên của nó là đặc trị tiêu chảy Mutilin. Thì cái thuốc này nó được kết hợp giữa hai thành phần Tiamulin, nó chuyên trị về con viêm hồi tràng. Ngoài ra cái thành phần colistin ở trong cái thuốc này nó có thể điều trị được E. coli, nó có thể điều trị được rất là nhiều con vi khuẩn gram dương, gram âm. Vậy thì sử dụng đặc trị tiêu chảy, chúng ta tiêm cho nó khoảng tầm từ 2 đến 3 mũi, sau đó chúng ta sẽ trộn là đặc trị hô hấp phức hợp, thì con heo nó sẽ hoàn toàn, nó sẽ hết cái hiện tượng tiêu chảy. Tuy nhiên chúng ta cũng phải kết hợp một cái biện pháp nữa, rằng là chúng ta sẽ lấy cái vua sát trùng để anh phun trực tiếp lên thức ăn nước uống này, anh phun trực tiếp vào con lợn và anh phải giảm ăn đi. Thì nó mới ổn định đường ruột và nó mới trở lại bình thường. Còn lại nếu mà các trang trại chăn nuôi mà muốn rằng là khi chúng ta cai sữa mà con heo nó không bị tiêu chảy ấy, thì các bạn cần phải tập cho con lợn ăn từ giai đoạn sớm, có nghĩa rằng khi mà cai sữa ra thì con heo nó đã có thể dễ dàng nó ăn được cám rồi, thì lúc đó nó sẽ rất là ok, nó rất là bình ổn và nó không bị tiêu chảy. Xin cảm ơn anh Khổng Kiên ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.